Rồi chào bạn, clip này mình làm clip nói về nguyên nhân tại sao mà Sachi đó hay là RFI đó hay bị gãy cam. Đó bạn, mình sẽ chỉ cho bạn sâu xa vô và tư vấn các bạn và những cái Sachi mà móc nạp xả mà đi cam jean đó có nên lên lò xả đầu hay không. Đó, rồi lát mình sẽ nói luôn. Thì bạn biết rồi, Sachi á nha, nhiều người nói lên bô xăng lửa dễ gãy cam. Không phải vậy, đó là bậy rồi. Xe zin vừa dắt hãng mới ra chạy cũng gãy cam luôn. Đó bạn, thường thường á, những cái thời điểm nào mà nó gãy cam là các bạn để ý đi. Đa số á, là xe chia rất là mạnh. Xe zin không là chạy 100 năm mấy rồi. Đó bạn. Và cái đó là điểm mà sức mạnh nó, và nó cũng có điểm yếu giống đó, thì điểm yếu nó gãy cam đó. Đó mình nói bạn nghe. Thì cái tại thời điểm nào mà nó gãy cam hay gãy cam là cái tại thời điểm á là bạn đang ngâm hết ga, cứng ga, gọi là max speed á đó. Chạy hết ga ha, duỗi nằm xè, duỗi thẳng, mình ngâm cứng ga số 6 luôn, ngâm cứng, ngâm hoài luôn. Đó là bụp gãy hay gãy khúc đó. Còn tại sao mà mình chạy trong phố mà chạy dọn số 1, hết ga số 1 qua 2 rồi nó không gãy, mà tại sao max speed mới gãy? Đó, max speed. Còn thường số 6 mà mất biết mà nằm ở 12.000 tô thì nó quay cái bánh sau của bạn á, nó quay rất là lẹ, và chiếc xe dựng kịp tốc độ mà gọi là dựng tốc lên rất là lẹ, quăng chiếc xe rất là cao và nó đòi hỏi công sức phải cao, nó công sức nó cao đó. Và đồng nghĩa như vậy cây cam nó phải quay nhiều đó, là nó quay liên tục luôn, nó là 12.000 vòng của số 6 là rất là lẹ đó bạn. Đó, tải chiếc xe mình đi nữa nó gãy bụp ngay thời điểm đó, là thường nó gãy ở đây nè, cái đây nè, đó nứt thẳng nữa rồi cái cam luôn. Rồi bây giờ không dài vòng nữa, vô nè, nguyên nhân gì sao mà dễ gãy vậy bạn cũng biết rồi nè. Nói đây các bạn thử biết nè, ngay gói cam này nè, gói cam đây mình lấy đồ đây. Ví dụ như cái này là lò xo đầu đây. Ở đây là cái chén mà đặt lên để cho gói cam nó tì vô, nó sẽ ứng cái lò xo xuống, ứng xuống để ứng số bắp xuống nè. Khi mà gói cam này đội xuống nè, ứng xuống đây, đây là một cây cam xả và có cái hàm nữa là bốn cái lò xo đầu. Ok, khi mà gói cam đỉnh đây nè, nó nằm ở đây nè đó. Khi mà nó chạy nó quay là cái gói này nè, nó ứng nó nhọn không, nó ứng là số lò xo xuống để số bắp nó đâm xuống, là tương đương vậy một gói cam sẽ đi với hai lò xo đầu, và hai gói cam, hai cây cam của mình là sẽ bốn lò xo, và nó ứng nó nhịp như vậy. Thì lò xo zin của Sachi là nguyên nhân á, là ứng xuống là phải chịu một cái lực, và cái cam của mình bị yếu là do cái này đây, bạn thấy cái lỗ không, như vậy cái thịt của nó chỉ dày như đây thôi, cái thịt của cái trụ cam này nè, nó đi vô đây nè, nó xuyên qua lỗ luôn, thấy không đó, xuyên qua lỗ là trong đây nó rỗng nè, nó rỗng qua tới đây luôn, phải không? Nó rỗng qua tới đây nè, thấy không nè, xòi vô thấy chưa, là thịt ở đây. Khi mà bạn nghĩ đi, nó quay tốc độ cao, nó phải nó tới đây là tùy cho nó đè xuống để nó lúng xuống, phải không? Đó thì nếu mà tốc độ cao dị quá thì đè nó thế nào ở đây sẽ bị yếu, cho trong đây rỗng, giống như là ống quyển bạn, là cái có đốt xương trọng nó dễ gãy ở đây rồi đó, nó vậy đó, bụp gãy đứt ở đây, là chuyên gia luôn các bạn. Là sẽ chia là 10 xe hết 9 xe nếu mà mắc bít ngâm ga liên tục như vậy là sẽ bị. Đó là nguyên nhân gì sao mà bạn nói ủa tại sao xe bạn bị, thằng bạn không bị mà xe thằng kia bị. Đó là do gọi là mỗi người chạy rồi cái cách khác nhau, có thể là thằng kia nó chạy rồi một hoặc hai nó ngừng, nó không kéo nữa, không dám, nó sợ chết, không dám. Nhưng mà một cái thằng kia nó chạy, nó kéo, nó nằm xè, nó ngâm để mắc bít lên hoài luôn, ngâm hoài thì chịu lực nó nhấn liên tục như nào, nhấn là gặp nóng nữa, phải không? Rồi rỗng nè, bụp gãy đây đó. Và các bạn hỏi đó là bạn biết nguyên nhân là nó yếu đây nè, và mới bắt đầu người ta mới thiết kế một cái cam chép, gọi là copy lại mẫu gì nè, bạn thấy hai gói giống nhau nè, đây là đây cam chép nè, đây cam hãng nè, hai gói nó chép là giống nhau, và nó gia cố lại như vậy, bạn thấy không, cái lỗ nè nó đặc hơn, thấy không, là người ta gia cố á, cơ khí bên cơ khí mà xưởng rồi nó sẽ gia cố đặc hơn, thấy không nè. Rồi
đây là cam chép nè, đó gói cam giống nhau để cho nạp xả nó làm nó chép y chang như vậy luôn, bạn biết không đó. Nhưng mà nó gia cố thêm bên đây là dày nè, còn bên đây nó rỗng nè, là cam viên nè, cái điểm yếu nằm đây nè, cái đây dày nè, dày để khi nào, để khi mà cái gói cam nó tị là sò nó ấn xuống á, ấn xuống á thì cái điểm này nó không bị yếu nè, cái điểm này nó tì lên cái đầu máy, còn này là ấn xuống nè, nếu mà cái này tì đầu máy là giữ cứng rồi, nhưng mà ấn xuống này cái điểm này là đang chống không nè, nó gây bật lại, thấy không, và nó gia cố là cứng nữa các bạn không, đó, đó thì nói chung với cam chép mà mẫu zin hay là những thị trường mà đã gia công cây cam thì nó an toàn các bạn, không sao, còn nếu mà bạn đi cam zin như vậy, ví dụ như bạn chạy, bạn gãy, bập cái đó, nếu mà bạn mua cam zin hãng về xe bạn nó bô xăng lửa thì cái tua nó còn cao hơn nữa, nó dễ gãy hơn nữa, thì đi không lẽ bạn mua cam hãng về nó bị nữa, thì đó là điểm khắc phục, là có thể chúng ta sẽ thay thế những mẫu cam mà sản xuất chép lại copy y chang vậy đó, nhưng mà đã gia cố cái này cứng rồi nè, thì cái gói nạp xả xăng y chang là không ảnh hưởng đến cái phần máy rồi, nhưng mà nó sẽ gia cố thêm cứng hơn đó, ok. Còn bạn hỏi mình có nên lên lò xo đầu của bô xăng lửa mà gọi là giữ cái cam zin á mà nó lên xo đầu không, mình nói là không các bạn, tại vì cái lò xo đầu của xe chia nó đủ để đáp ứng cái dòng tua cam zin rồi đó, các bạn không lên thì cái này nó còn nặng hơn nữa, nặng hơn thì nó dễ gãy hơn nữa, nó tì ở đây nè, tì là có thể nếu mà bơm nhiệt yếu nó dễ bị lột cam đây nè, còn nếu mà nặng là gãy cam tiếp đó các bạn, thấy không, đã cái lò xo zin nó đã ứng, nó chịu không nổi rồi, nó ứng xuống cái gói, nó ứng xuống để xuống bắp, ứng xuống nó chịu không nổi rồi, mở bạn lên lò xo đầu nữa nó càng dễ gãy hơn các bạn đó. Đó này là mình trả lời cho các bạn nữa các bạn đó. Thì nếu mà bạn nào đi bô xăng lửa móc nạp xả vẫn giữ cam zin lợi, không đi cam độ á, vẫn giữ cam zin lợi, không nên lên lò xo đầu các bạn, lên lò xo đầu nó không có hơn được bao nhiêu mà nó lại dễ gãy cam hơn các bạn. Cái đó trường hợp là mình thấy rồi các bạn, lò xo mà zin, lò xo zin nó còn dễ gãy nữa, đừng nói lò xo độ nha. Rồi.